nhìn đời bằng nội tâm bình thản mình khổ chẳng qua là vì mong mọi vật mọi việc diễn ra theo ý mình chim có đường bay của nó cây có hướng mọc của cây mỗi người có cách hành xử của riêng họ muốn nhẹ lòng hãy từ bỏ những phán xét người khác và biết chấp nhận mọi điều xung quanh ngay phút đó bình yên trong cuộc sống tràn về có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lấn lướt mình thì cứ mặc cho họ lấn lướt. Nhiều chiếc xe trên đường qua mặt xe mình nhưng rốt cuộc thì họ về nhà họ, mình về nhà mình, hơn thua nhau chi những cái nhấn chân ga trên đường, cuối cùng đều trở thành vô nghĩa. Cuộc đời, nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết dụng về sẽ chỉ làm cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não. Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là biết sống một cuộc đời hạnh phúc. Chắc chắn một điều, sau cùng khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ bạn sẽ thấy những thành, bại, nên, hư, dinh, nhục. Mà bạn quá quan trọng bây giờ, tất cả đều sẽ là sương khói, mơ hồ như giấc mộng đêm qua. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.